Bắt phó giám đốc trung tâm đăng kiểm Đồng Nai ngày 6 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Trần Minh Lợi, phó giám đốc, phụ trách trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai 60-01S, để phục vụ công tác mở rộng điều tra vụ án đưa và nhận hối lộ. Cùng ngày, trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 60-01S cũng bất ngờ thông báo ngừng hoạt động từ ngày 7 tháng 5. Đây là trung tâm đăng kiểm xe cơ giới lớn nhất Đồng Nai, đang bị cơ quan công an điều tra về hành vi nhận hối lộ. Trung tâm này có 3 dây chuyền đăng kiểm, với công suất khoảng 180-250 lượt xe trên ngày. Trước đó, ngày 5 tháng 5 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai cũng đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Dương Việt Hồng, giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 60-01S để điều tra về hành vi nhận hối lộ. Theo xác minh bước đầu, trong quá trình điều hành, quản lý trung tâm đăng kiểm, ông Hồng đã có hành vi nhận hối lộ. Việc cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Trần Minh Lợi nhằm tiếp tục mở rộng điều tra sai phạm liên quan xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm này. Xác định hai cựu cục trưởng cục đăng kiểm nhận hối lộ hơn 47 tỷ đồng ngày 6 tháng 5, Viện Kiểm soát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tống đạt cáo trạng truy tố 254 bị can liên quan đến vụ án sai phạm xảy ra tại cục đăng kiểm Việt Nam, 11 trung tâm đăng kiểm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và 3 trung tâm đăng kiểm tại Long An, Bến Tre, Sóc Trăng. Theo đó, 254 bị can bị truy tố ở 11 tội danh như nhận hối lộ, đưa hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, tham ô tài sản, sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật, xâm phạm trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác, làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo cáo trạng, trong thời gian giữ chức vụ cục trưởng cục đăng kiểm Việt Nam, các bị can Trần Kỳ Hình và Đặng Việt Hà là những người đứng đầu chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện mọi hoạt động của Cục Đăng kiểm Việt Nam, được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác đăng kiểm trên phạm vi cả nước. Bị can Nguyễn Vũ Hải là Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam phụ trách hoạt động của phòng tàu sông. Tuy nhiên, các bị can này đã không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, đưa ra chủ trương làm trái quy định của pháp luật, nhận hối lộ số tiền đặc biệt lớn để xảy ra sai phạm, tiêu cực có hệ thống trong thời gian dài tại các phòng thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam, các trung tâm đăng kiểm, chi cục đăng kiểm trên cả nước. Trong đó, bị can Trần Kỳ Hình dù biết rõ các sai phạm, tiêu cực xảy ra nhưng không chấn chỉnh, xử lý. Ngược lại, bị can này còn nhận tiền hối lộ của doanh nghiệp, các đơn vị đăng kiểm, để bỏ qua các sai phạm trong việc cấp phép đủ điều kiện hoạt động trung tâm đăng kiểm, nhận tiền của lãnh đạo các phòng, về việc đăng kiểm sai phạm trong quá trình kiểm định phương tiện, nhận hối lộ trong quá trình thẩm định hồ sơ thiết kế với tổng số tiền hơn 7,1 tỷ đồng. Ngoài ra, bị can Trần Kỳ Hình còn lợi dụng chức vụ quyền hạn, vị trí công tác, làm trái quy định, đã duyệt cấp thông báo năng lực cho 63 hồ sơ cơ sở đóng tàu không đủ điều kiện cấp theo quy định. Với các sai phạm kể trên, cáo trạng xác định bị can Trần Kỳ Hình phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi nhận hối lộ hơn 7,1 tỷ đồng và hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ trong việc duyệt cấp thông báo năng lực cho 63 hồ sơ cơ sở đóng tàu không đủ điều kiện theo quy định. Sau khi bị can Trần Kỳ Hình nghỉ hưu, bị can Đặng Việt Hà trở thành người có thẩm quyền cao nhất, cục trưởng cục đăng kiểm Việt Nam, không những không chấn chỉnh, xử lý đối với các hành vi tiêu cực, sai phạm, mà còn tiếp tục chỉ đạo cấp dưới là các lãnh đạo phòng, lãnh đạo các trung tâm đăng kiểm phải nâng mức hưởng lợi của cá nhân Hà phải là cao nhất. Hà còn chỉ đạo các trung tâm đăng kiểm khối V phải tính tiền nộp cho Hà căn cứ vào số lượng phương tiện vào đăng kiểm tại mỗi trung tâm. Từ chủ trương, yêu cầu, chỉ đạo của Hà, lãnh đạo phòng kiểm định xe cơ giới và giám đốc các trung tâm đăng kiểm khối V đã triển khai. Do đó, bị can Đặng Việt Hà phải chịu trách nhiệm hình sự chung về số tiền nhận hối lộ của phòng kiểm định xe cơ giới là hơn 31 tỷ đồng, giai đoạn từ ngày 1 tháng 8 năm 2021, 30 tháng 9 năm 2022. Cáo trạng xác định, bị can Đặng Việt Hà được chia 700.000 đồng trên một hồ sơ thẩm định thiết kế đạt. Theo đó, số tiền nhận hối lộ của 4 trung tâm đăng kiểm khối V tại Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 1 tháng 4 năm 2022, tháng 11 năm 2022 là hơn 7,6 tỷ đồng, 5 trung tâm đăng kiểm khối V tại Thành phố Hà Nội là 780 triệu đồng. Và số tiền hối lộ của các giám đốc trung tâm đăng kiểm khối D là 680 triệu đồng. Do đó, bị can Đặng Việt Hà phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi nhận hối lộ, với tổng số tiền hơn 40,2 tỷ đồng. Trong đó, cá nhân bị can Đặng Việt Hà hưởng lợi hơn 8,5 tỷ đồng.